Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm canh tí. Ngày này là ngày Ất Mão, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ Tâm tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ và ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày ất mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm đại khê thủy kỷ tuổi kỷ dậu đinh dậu ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỷ sửu đinh dậu kỷ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tí, hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt gồm sao thiên thành tốt mọi việc sao tuế hợp tốt mọi việc, sao hoạt điều, tốt, nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đào, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc, sao thiên lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao thủ tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao địa tạc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao nguyệt hình, xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây... Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang có được báo hiệu có được vận may khá chi là lớn về tiền bạc trong ngày hôm nay khi mà bạn đang gặp được ngày của thật thần dẫn đường trị lối thần tài mang theo tài lộc tới tận nhà cho bạn với bạn tuổi Tý đang có được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt chỉ chờ bạn đưa tay ra nắm bắt là sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của cuộc đời mình Tài năng là điều không ai không thể phủ nhận ở bạn, nhưng cái gì cũng vậy đều cần phải có cơ hội mới có thể tỏa sáng được. Do đó, với bà thủ tí trong ngày thứ năm này, bạn mệnh đừng có bộ qua cơ hội lần này, hãy tỉnh táo để khi cơ hội đến bên mình và nhanh tay đón nhận lấy. Ngày này đối với bạn thủ tí, bạn lại đang gặp ngày có ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, kim mộc xung khắc cho nên bạn lại đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn lại không được suôn sẻ như ý muốn. Có quá nhiều trở ngại ở phía trước đang ngăn cản hai bạn đến với nhau, tình yêu vẫn ngập tràn trong tim và bạn thủ tí cảm thấy buồn chán, suy nghĩ không thôi nhưng vẫn chưa tìm được ra cách để giải quyết vấn đề vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tình cảm không được như mong đợi đôi lứa cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề của chính mình tử vi tuổi bính tý thuộc thủy công danh sáng lạn gặt hái được nhiều thành công rực rỡ tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tài năng xuất chúng hãy biết nắm bắt cơ hội để vươn lên tầm cao mới tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có được thần tài trợ mệnh công việc làm ăn sẽ thu về lợi nhuận lớn từ vi tuổi nham tý thuộc mộc may mắn gặp tràn mọi sự được như ý nên tranh thủ cơ hội này để phát huy tối đa năng lực của bản thân mình và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn sôi đường dẫn lối cho bạn cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn mạnh tuổi Sửu đang lên như diều gặp gió. Bạn mạnh tuổi Sửu có nhiều ý tưởng và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi sáng tạo để có thể giúp cho công việc ngày càng phát triển hơn. Đó là lý do mà cấp trên luôn chọn bạn để làm người đứng đầu để chèo lái con thuyền. Với bạn tuổi Sửu cũng đã vất vả bao lâu nay và giờ là lúc mà hoa thơm trái ngọt đến ngày thu hoạch tất cả đều là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn tuổi Sửu đã bỏ ra từ trước tới giờ. Có điều xét về mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ tương xung, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu lại không được may mắn trong chuyện tình cảm cho lắm. Bạn cứ mãi chờ đợi một bóng hình xa xôi, không biết khi nào mới trở về. Đó có lẽ là vật cản trên cái con đường tìm kiếm hạnh phúc với mình. Tìm được cho mình một nửa để yêu thương đối với bạn quả là một vấn đề quá khó. Nhiều khi ta cứ mãi mê tìm kiếm tình yêu ở những nơi xa xôi mà không chịu nhìn xung quanh mình. Bạn cần phải tỉnh táo để biết mình đang có điều gì, mình cần gì trong hiện tại và mong muốn gì ở tương lai vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc tiến triển tốt đẹp khả năng suy nghĩ tháo đáo thích nghi nhanh nhạy giúp cho bạn dễ dàng đạt được thành công tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy thừa nhận khuyết điểm của bản thân và tích cực sửa sai vận mệnh sẽ cải biến tốt và hứa hẹn có được một tương lai tươi sáng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa bạn có được sự thông minh nhạy biến giúp cho bản mệnh dễ dàng chạm tới đỉnh của thành công về tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, đừng có mộng tưởng xa vời mà buộc quên hạnh phúc hiện tại ở cạnh mình. Về tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, kiên nhận trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với ba tuổi dần chú chúng ta thấy là với bà tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày của cục diện Mạo dần tương hỏi cái điều này cho thấy bạn tử dần đang có được báo hiệu gặp được quý nhân dẫn đường trị lối cho nên con đường sự nghiệp của bạn có được nhiều chuyển biến tốt đẹp. Và với bạn tử dần, những khúc mắc trong công việc trước đó đã được tháo gỡ nút thắt và con đường công danh sự nghiệp của bạn dần lại thẳng tín như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quý nhân giúp đỡ cho bạn tử dần rất nhiều trong công việc và tìm ra nút thắt, giải quyết đúng đắn mọi vấn đề nhờ sự tỉnh táo và lý trí của mình. Bạn mệnh tuổi dần đã có được lựa chọn chính xác, công việc cũng thuận lợi hơn gấp nhiều lần với bạn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có chính tài xuất hiện. Cái điều này cho thấy vận thế tài lộc của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay lại đang có điểm báo lầm nguy dù đã để ra cho mình được một khoản kha khá, nhưng với bạn tuổi dần, lại có phần rụt rè, không dám mạnh tay với những chuyện liên quan tới tiền bạc, cơ hội đến ngay trước mắt, nhưng lạ bạn lại, do dự, để cho nó vụt qua. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, hăng hái nhiệt tình, được mọi người yêu mến, mọi việc luôn gặp may mắn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc họa, có được quý nhân đồng hành giúp cho bạn mệnh dễ dàng vượt qua được kíp nạn khó khăn từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ bạn cần phải mạnh dạn đầu tư kiếm lời để tiền đĩa ra tiền tương lai sẽ giàu có và sung túc hơn từ vi tuổi canh dần thuộc mộc dành thời gian chăm sóc cho bản thân và tận hưởng thú vui của cuộc sống vài tử vi tuổi nham dần thuộc kim nên chú ý vận động nhẹ nhàng tránh để ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mình và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của bạn đặc biệt là những người đang có tiền sử về bệnh gan. Và với bạn mạnh tuổi mão cần phải chú ý hơn tới cái vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi bởi chính thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn có thể gây ra cho bạn nhiều căn bệnh không thể lường trước được. May mắn là với bà tuổi mão trong ngày thứ năm này lại đang gặp được ngày của thiên tài trợ mệnh cho nên con đường tài lộc với bạn tuổi mão đang có được sự khởi sắc rõ rệt các chuyện làm ăn buôn bán với bạn sẽ vô cùng là suôn sẻ, đi đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ. Và hôm nay đối với bạn tuổi mão, bạn mệnh còn có được khả năng ký kết được những hợp đồng làm ăn mới, dự báo sẽ đem lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ trong tương lai, đủ để cho bạn mở rộng quy mô kinh doanh với mình. Còn đối với những bạn làm công ăn lương, những bạn làm ở văn phòng thì trong ngày này cũng rất có thể sẽ được nhận một khoản tiền bất ngờ hoặc là khoản tiền thưởng. Khoảng thời gian vừa qua với bạn tuổi Mão đã rất vất vả vì công việc, bạn làm hoàn toàn vì tinh thần trách nhiệm nhưng cấp trên cũng sẽ ghi nhận và khiên thưởng kịp thời những cống hiến ấy của bạn. Về từ vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, chân thành, bao dung, đối xử tốt với mọi người ai ai cũng yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc họ con đường công danh, tài lộc của bạn được vượng sắc, hứa hẹn một ngày mua may, bán đắt, tài lộc rụng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, đường tình hanh thông, tình cảm được thăng hoa, vợ chồng nồng nàn, say đắm. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, Chú ý đến sức khỏe, duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, thần may mắn xôi đường giận lối, mọi việc với bạn đều được thuận buồm xuôi gió. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là với bà Tử Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày Mạo Thìn tương hại, cái điều này cho thấy vận trình của bà Tử Thìn trong ngày này đang có điểm báo, bạn mệnh sẽ phải đau đầu, mệt mỏi vì chuyện gia đình. Những mâu thuẫn lục đục đã có từ lâu, ngọn lửa vẫn đang còn âm ỉ cháy và hôm nay có được cơ hội bùng phát thành đám cháy lớn. Chẳng có gia đình nào là hạnh phúc 365 ngày mà không nảy sinh bất cứ chuyện gì. Bắt độ cũng có lúc quần xô lệch, va chạm nhau, vì thế chuyện mâu thuẫn trong gia đình không có gì là bất thường cả. Và vấn đề cần phải nhận thức ở đây là khi có mâu thuẫn xảy ra, chúng ta đối mặt với chúng, giải quyết vấn đề như thế nào, xử lý mâu thuẫn ra làm sao để cho hợp tình hợp lý mà vẫn giữ được hạnh phúc bền lâu và với bản mệnh tuổi thìn nên phải bình tĩnh xem xét và đưa ra những quyết định đúng đắn để không ai bị tổn thương cả bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tử thìn bạn cũng đang gặp được chính ấn chiếu mệnh trợ lực cho bạn cho nên với bà tử thìn có được cơ hội thăng quan tiến chức đến gần nâng cao địa vị của mình tài năng và những gì bạn mạnh tuổi thìn thể hiện hoàn toàn thuyết phục mọi người. Bạn chẳng những có thể đảm nhiệm được công việc của mình một cách hiệu quả mà còn có thể giúp cho cả tập thể cùng đi lên nữa. Vài từ về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ, cơ hội thăng quan tiến chức ngay trong tầm tay. Bạn cần phải biết nắm bắt tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đang có điểm báo lục đục trong gia đình khiến cho bản thân khó có thể tập trung được trong công việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nhìn nhận mọi chuyện ở một tâm thế lạc quan nhất bạn sẽ thấy cách giải quyết vấn đề đúng đắn và nhanh nhất về tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đang có điểm báo cãi cọ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống gia đình quan trọng là đôi bên nên nhận nhịn và bao dung cho nhau để cùng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tìm thấy được động lực để cố gắng, hứa hẹn thành công trong tương lai sẽ đến với bạn. Vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi than. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành mộc hỏa tương sinh cái điều này đem đến một ngày đào hoa nở rộ con đường tình duyên được rộng mở thanh thang cho bạn tuổi tỵ và hôm nay là thời điểm khá chi là thích hợp để cho những anh chàng cô nàng còn độc thân bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình yêu thương và bạn cần phải dũng cảm để thổ lộ lòng mình thà thất bại một lần còn hơn là cứ chôn giấu mãi mãi ở trong lòng. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tỵ, bạn lại đang gặp ngày của chính quan giáng thế, cho nên với bà tuổi tỵ đang có sự bảo thủ, cứng nhắc và thiếu đi sự quyết đoán trở thành điểm yếu của bạn, khiến cho công việc của bạn gặp khá nhiều bất lợi. Và với bà tuổi tỵ khi cần tín thì bạn lại do dự đứng in một chỗ, khi cần lùi thì bạn mệnh lại băng băng tín lên. Đã có rất nhiều lần vì điểm yếu này của bạn mà gây ra sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc cũng như là tiền đồ của bản thân mình. Vì vậy, với bà tuổi tỵ cần phải tập cho mình thối quyên quyết đoán hơn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm nữa. Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ nếu như bạn không tự tin và quyết đoán dám làm theo những suy nghĩ của mình thì sẽ mãi mãi đứng ở ngã ba đường không tín cũng chẳng lùi kéo theo đó là con đường tương lai của bạn cũng rất mập mờ về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa vận đào hoa nở rộ có khả năng tìm được một nửa phù hợp với mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, bạn chứng minh được năng lực khẳng định được vị thế của bản thân, đừng lúc nào cũng do dự nữa. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, công việc của bạn đang có điểm báo, dễ gặp khó khăn bởi sự bảo thủ, cứng nhắc của bản thân bạn. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, bạn cân nhắc trong việc chi tiêu thật hợp lý, tránh bạn đau vung tiền đó. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, nắm bắt được cơ hội và thành công trong tầm với với bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện mạo ngọ tương phá cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ đang có điểm báo phá tài trong ngày hôm nay khi mà tiền bạc trong nhà có nguy cơ đội nón ra đi do đó đối với bà tuổi ngọ nếu như có kế hoạch về đầu tư mạo hiểm thì tốt nhất là bạn nên dừng lại để xem xét thật kỹ càng về mức độ khả thi và thành công trong tương lai chớ có mạo hiểm mà khiến cho đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình kiếm ra một đi không trở lại và trong ngày này đối với bà tuổi ngọ khi hợp tác làm ăn bạn nên chú ý chọn người tin cậy được có thể không phải là người thành công có tiếng nhưng phải là một người có uy tín. Sự thành công của cuộc hợp tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, lợi nhuận thu về cũng như vậy. Và trong ngày này, đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh với bạn tuổi ngọ, đang có được sự năng động và nhiệt tình trong công việc. Đây là điểm cộng của bạn. Tuy nhiên, dù là bạn có tài năng, nhưng bạn lại rất bị động, không chịu tìm tòi sáng tạo, cho nên rất dễ bị tụt lùi giữa thời buổi mọi thứ đang phát triển như vụ bão thế này. Và ngày hôm nay đối với bạn tuổi ngọ, bạn cần luôn phải làm mới mình, nâng cao năng lực và kiến thức cho bản thân mình để theo kịp với bức tín của thời đại. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, cân nhắc trong việc chi tiêu cũng như là đầu tư kinh doanh hợp lý, tránh để tiền bạc thất thoát vô ích tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tính toán xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề trước khi đưa ra quyết định cuối cùng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chọn bạn mà chơi đừng vì những lời ngon ngọt mà kết giao bừa bãi sẽ bị ám hại sau lưng tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ luôn làm mới mình nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân để theo kịp với bước tín của thời đại tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần phải chủ động trong mọi chuyện là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công trong tương lai sẽ đến với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cho nên với bà tuổi mùi đang có được báo hiệu có được cái vận may mắn trong kinh doanh buôn bán, xin chúc mừng cho bạn, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Nhờ việc dự trữ tín hàng đầu, cho nên việc kinh doanh buôn bán của bạn mệnh tuổi mùi trong ngày hôm nay càng ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điểm mạnh khiến cho thương hiệu của bạn tuổi mùi nổi bật lên hẳn, đem lại doanh thu cao ngất cho bạn luôn. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của thiên ấn chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi mùi cũng đang có điểm báo sẽ gặp nhiều trắc trở trên con đường tình cảm của mình. Bạn không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân, không biết cách để người khác cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm. Mặc dù trong thâm tâm của bạn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương tình yêu không hoàn toàn dựa vào lời nói mà cũng có thể thể hiện qua hành động nữa. Vì thế với bà tuổi mùi, nếu bạn thấy quá khó để có thể nói rõ lòng mình thì hãy thể hiện tình cảm của mình qua những hành động quan tâm, chăm sóc mọi ngày. Đó là điều kiện cần thiết để cho bạn duy trì một tình yêu bền vững. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, kinh doanh phát đạt, thu được nhiều lợi nhuận tăng cao. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, chú ý lời ăn tiếng nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, tình cảm không được như ý muốn, tinh thần của bạn cũng bị xuống dốc. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, nếu có thể, bạn hãy cứ nói ra cho nhẹ lòng, đừng có cố giấu tất cả ở trong lòng. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, Nhờ sáng suốt với những quyết định của bản thân, cho nên công việc của bạn luôn được suôn sẻ và như ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi thân cần phải quan tâm hơn đến công việc của mình vì có nhiều chi tiết nhỏ bạn đang bị bủa co. Bạn mệnh tuổi thân cũng đừng có tiết lộ bí mật cho đồng nghiệp xung quanh để tránh trường hợp bị vạ lây vì lòng đố kỵ của người khác. Với bạn tuổi thân trong ngày này, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động và không phải tất cả những điều bạn đang thấy trước mắt đều là sự thật. Việc sắp xếp và lên kế hoạch làm việc kỹ càng sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý và hoàn thành được công việc mà không bổ sót bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với ba tử thân, cái chuyện tình cảm của bạn vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có kim mộc xung khắc vì vậy, bạn cũng đang có điểm báo có những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai bạn chán nản và chẳng muốn nói chuyện với nhau, chiến tranh lạnh bùng nổ, mang theo hơi lạnh, liên lũi vào trái tim của hai người. Với bà tuổi thân, đừng để cho tình trạng này kéo dài quá lâu, bạn hãy biết kết thúc nó trước khi hơi lạnh bao trùm, khiến cho đôi con tim trở nên lạnh giá. Tình yêu có thể sưởi ấm trái tim, xua tan mang giá trong đêm đông giá lạnh. Chỉ cần còn tình yêu, tại sao chúng ta không bao dung hơn và thông cảm cho nhau, cứ chấp nhặt để làm gì khi ta biết người ấy không thực sự có ý muốn làm tổn thương tới mình. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tình cảm gặp trục trặc, đôi bên dễ bùng nổ những mâu thuẫn từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần phải chú ý tiểu tiết nhỏ nhặt, tránh bỏ qua mà gây sai suốt trong công việc. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ, chiến tranh lạnh bao trùm khiến cho đôi con tim trở nên lạnh giá, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa nhau. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động bởi không phải tất cả những điều trước mắt đều là sự thật. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim bạn cần phải sắp xếp và lên kế hoạch làm việc kỹ càng sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý và hoàn thành được công việc và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày Dậu mạo tương xung, cái điều này cho thấy về cái vận trình tình cảm của bà tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang có điểm báo dễ gặp phải trục trặc do sự cãi vã, bất đồng quan điểm của đôi bên thế sự vô thường, chẳng ai lường trước được tương lai sẽ ra sao và hôm qua quản yêu nhau sai đắm, nhưng hôm nay thì lại nhìn thấy nhau lạnh lùng như người xa lạ. Tình cảm là thứ khó nắm bắt, và với bà tuổi dậu, bạn đừng quên đối là chuyện quá nặng nề, tình hợp tan, tình đến rồi lại đi, người không ở lại cạnh ta thì không phải là định mệnh, dù thế nào đi chăng nữa. Với bà tuổi dậu, bạn hãy nói rõ mọi chuyện với nhau, cả hai cùng nói rõ lòng mình để cho tình yêu quyết định chuyện tương lai. Bù lại trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dậu bạn lại đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh Dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên công việc của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay đang tiến triển theo chiều hướng rất tốt đẹp. Vận mệnh nằm ở trong tay và với bạn tuổi Dậu, bạn vững vàng tự tin quyết định mọi thứ, kiên tâm bền chí với những gì mà mình đang theo đuổi. Với bạn tuổi Dậu, sự tự tin rằng mình có thể làm được không ngừng sáng tạo không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu để giành được thứ mà mình muốn có. Với tinh thần ấy, bạn sẽ chinh phục được tất cả mọi thứ. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc tín trị thuận lợi, mọi khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, chuyện tình cảm dễ gặp phải trục trặc do sự cãi vã bất đồng quan điểm của hai bên. tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ không ngừng sáng tạo, không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, thành công sẽ mỉm cười với bạn. tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tình cảm là thứ khó có thể nắm bắt, cho nên đừng cố cố níu, cố cưỡng cầu, mọi thứ sẽ không thuộc về mình. tử vi tuổi quý dậu thuộc kim duy trì thái độ sống lạc quan, tích cực, mọi chuyện đều sẽ được hanh thông với bạn. Về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi tuất á chúng ta thấy là với bà tuổi tuất trong ngày này đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào ở bên gia đình khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tuất mạo nhị hợp phù trợ gia đình là nơi yêu thương bắt đầu và không bao giờ kết thúc điều đó hoàn toàn là đúng với bà tuổi tuất bạn quan trọng gia đình và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho hạnh phúc của gia đình mình. Bạn tuổi tuất biết rằng mình đang sở hữu hạnh phúc quý giá nhường nào và bảo vệ nó như bảo vệ con ngươi của mắt mình. Bạn cố gắng hết mình trong công việc để có thể đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Và ngày này đối với bạn tuổi tuất, bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này mang thêm những tín hiệu tốt trên con đường công danh sự nghiệp cho bạn tuổi Tuất. Bạn lĩnh cùng những trải nghiệm quá khứ sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất vượt qua được những nỗi lo thường trực ở trong lòng và vẫn có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cho bạn tuổi Tuất và bạn nên biết tận dụng sự hỗ trợ này, tìm kiếm người mà mình tin tưởng để được giúp đỡ là điều mà bạn tuổi Tuất nên làm vào khoảng thời gian này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa có được trải nghiệm đem lại những bài học quý giá để trưởng thành hơn. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tình cảm hài hòa, gia đạo in ấm, hạnh phúc. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, bình an thoát kiếp khó khăn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, gia đình là nơi bình yên nhất nên dành thời gian quan tâm tới tổ ấm của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên biết tận dụng sự hỗ trợ từ mọi người để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi Chua chúng ta thấy là với bà tuổi hợi trong ngày này Bạn đang gặp được ngày hợi mạo bán hợp cho nên vận trình tình cảm của bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu khởi sắc rực rỡ giúp cho bạn mệnh tuổi hợi có được cơ duyên gặp được người trong mộc bao nhiêu tháng ngày chờ đợi không hề hoài phí với bạn bạn đã thấy được trái tim mình rung động và đừng có để cho hạnh phúc vụt qua tay hãy giữ lại nó ở bên mình Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, ngáng đường bạn, Cái điều này làm cho chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi hợi đang gặp nhiều trở ngại. Những kế hoạch của bạn diễn ra không như dự kiến làm cho bạn vất vả phải chạy ngược chạy xuôi mới tạm ổn. Những lúc như vậy, với bà tuổi hợi, bạn mạnh nên giữ sự tỉnh táo để giải quyết vấn đề, hậu quả sẽ được giảm xuống tới mức thấp nhất với bạn và với bà tuổi hợi bạn nên ghi nhớ một điều rằng vấp ngã và thất bại là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời này vì vậy bạn hãy lấy đó làm bài học cho mình và cố gắng bồi dưỡng năng lực cũng như là tinh thần trách nhiệm tốt hơn để có thể giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ có được vận đào hoa giang lối hạnh phúc trong tầm tay bạn cần phải biết nắm giữ lấy bên mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn đang gặp nhiều trở ngại nên bình tĩnh tìm cách để giải quyết tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình duyên nở rọ dễ gặp được người thương từ vi tuổi tân hợi thuộc kim nhiệt tình trách nhiệm đường công danh với bạn sẽ được rộng mở từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy vấp ngã và thất bại là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời này vì vậy với bạn cần phải dũng cảm để đối mặt vượt qua chúng vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày.